À, mình là kỹ sư hãm. Hôm nay mình sẽ quay trở lại với cái tiết mục là em yêu khoa học. Thì trước mặt tôi đây, các bạn có thể nhìn thấy. Đấy, đây là một cây phụ. Với mọi người không biết thì nó chỉ là một cây phụ đơn thuần thôi, nhưng mà đối với những cái tín đồ mê xe như tôi thì nó là một món đồ chơi công nghệ. Đây là một cây phụ của Showa. Đấy, chữ Showa nhé. Nó ở trên con ZX10R 2016, 2017. Trở về sau này sẽ sử dụng dòng này. Thì cái đặc trưng của cái dòng phuộc Showa BFF này, nó có cái điểm khác biệt, đó chính là phía dưới chân phuộc nó có một cái bình để nó nén dầu. Thì trong đây nó sử dụng là khí và dưới là dầu. Thì để làm sao để tác dụng khi là chúng ta nhúng xuống, khi mà tốc độ nhanh thì khí trong đây nó sẽ nén ép trả dầu lên xuống trả về nhanh hơn là những cái phuộc thông thường. Đây, thì với cái cây phụt Showa BFF zin chính hãng này thì nó có giá mua mới ở chính hãng từ 120 triệu, có nghĩa là khoảng ở mức 5.000 đô, và nó được gắn trên các xe thương mại. Và hiện nay thì ngoài Kawasaki GX10, nó còn đang được trang bị trên xe Suzuki GSX-R 1000 2017 2018 bản cao. Đấy. Và ngay bây giờ tôi sẽ bóc tem cái cây phuộc này, và một lát nữa đây tôi sẽ xả hết toàn bộ các bộ phận của cây phuộc này ra để xem thử xem bên trong nó có cái gì hay hơn phuộc thông thường mà khiến rất là nhiều người săn đón. Và xin nói thêm nữa là ở cái phiên bản phuộc này thì đây là một cái phiên bản phuộc rất là thường thấy ở trong MotoGP. Dĩ nhiên là trong những cái giải đua xe thì người ta sẽ sử dụng cái dòng phuộc có kết cấu giống vậy, nhưng mà ở bảng cao hơn. Thường những dòng phuộc đó nó có giá khoảng từ 280 tới 300 triệu của hãng Olin hoặc ngay cả hãng Showa giá cũng như thế. Đấy, thì giữa cái mắc tiền với cái rẻ tiền thì kết cấu nó đa phần có những điểm sẽ giống nhau, nhưng mà sẽ có những cái sự khác nhau. Thì một chiếc xe đua hoàn hảo với một cặp phuộc thiệt là chắc chắn và ổn định sẽ giúp cho cái người đua có thể đạt vận tốc cao mà vào cua không bị sàn, không bị dãy và rất là bám với mặt đường. Đấy, đó là chính vì lý do vì sao có nhiều người bảo mua cây phuộc 300 triệu để làm cái gì. Thì dĩ nhiên cây phuộc 300 triệu nó sẽ phát huy tác dụng ở những cái địa hình phức tạp, giống như là trong đường đua mà kiểu như chạy căng ga, lúc nào cũng căng ga mà đè cua đấy. Đấy, để nói chung là nó sẽ sử dụng trong trường đua thì đúng hơn. Còn với những cái địa hình thông thường ở ngoài thì có thể chúng ta không cần phải nhất thiết tới cái dòng mà đua cao cấp đó, chúng ta chỉ cần những cái dòng zin theo xe thông dụng như thế này thôi là ok rồi. Và bây giờ tôi sẽ nhờ một bạn hỗ trợ tôi tháo cái phuộc này. Thì trong thời gian chúng tôi tháo phuộc thì các bạn hãy cứ nghe nhạc nhé, tại vì cái tháo được nguyên cây phuộc này thì nó mất khá là nhiều thời gian chứ không đơn thuần sẽ là làm cái được luôn. Đã, các bạn cứ đón xem tiếp tục nhé. Rồi mời anh Hoan, mời anh Hoan. Đó. Rồi trong khi quay này thì em cứ kiếm cái góc sao để em quay cho nó rõ thôi, cái chừng dưới ánh đèn vô nó tối thôi. Rồi giữ. À, ăn bữa mới. Đấy, vừa rồi là tôi đã tạm hoàn thành cái quy trình xả hết dầu bên trong ra để tôi có thể thao tác tháo mở nó. Thì bây giờ bạn hãy xem kỹ nhé. Đó, trên cái phuộc này. Đấy. Đây là cái phuộc Showa BFF. Nó có cái bình dầu rời. Cái hành trình khi mà nó chạy lên xuống nó sẽ như thế này. Thì tôi đã tháo cái nắp ở trên ra. Đấy, cái nắp ở trên như thế này. Bây giờ bắt đầu tôi sẽ tiến tới là để tháo cái vỏ phuộc ra khỏi cái
tỷ phục. Rồi, bắt đầu tiếp. Nhắc thẳng còn 17 ở dưới thôi mà đúng không ta? Ừ. Về được chưa? Đúng rồi, con tán rồi. Ừ. Đúng rồi. Rồi rút cái cam vô. Sẽ cầm một tay để nhiễm như rồi. Tao dặn hai mày. Em vừa rồi là tôi đã tháo được cái phần cái đế tay bên trong cái vỏ này. Giờ tôi sẽ bắt đầu rút cái bộ vỏ này ra. Rút thẳng đó. Kế tiếp tôi sẽ tìm cách để tháo cái tỷ phục này ra. Rồi, ok, khoan vô. Bắt đầu dẹp dẹp mấy cái này xích qua bên này. Để qua bên trước này đã. Kéo xuống người ta cái miếng dưới này xích này. Cái tì đó cũng đâu cần tháo ra đâu. Xích lại gần ra. Nó nổ một cái ráng chịu nha. Đó. Đấy, sau một cái công đoạn nãy giờ chúng ta tháo được phần chân phuộc và phần ruột của cây phuộc ra. Đây là cái chân và đây là cái phần ruột chạy của cái phuộc. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục tháo cái bình dầu này ra. Thì các bạn hãy lắng nghe cho rõ. Trong đây sẽ là một cái khí nitơ có nhiệm vụ là dầu nó tràn lên thì đây nó sẽ ép xuống và khí nó sẽ nằm trong đây, nó không có thoát chạy xuống được, nó nằm lơ lửng trong đây. Thì bây giờ để tháo được cái bình này ra thì mình bắt buộc mình phải xả khí, sau đó mình sẽ tìm cách để mình nạp khí lại sao. Một cái phần nạp khí thì mình chưa biết cách, nhưng mà không sao, dừng chơi mà mình thử trước đi, rồi cái khó sẽ ló cái ngu, cái khó sẽ ló cái khôn, nên cứ yên tâm. Đó, giờ mình sẽ nút này khi mình ấn xuống sẽ nghe cái sạch, các bạn hãy chú ý nhé. Đấy, các bạn đã nghe rõ chưa? Vừa rồi là cái lượng khí nén bên trong đây đã được tôi ấn vào và hiện giờ nó đang là hết cái sự nén. Giờ tôi sẽ sử dụng thiết bị để tôi ép nó xuống. Rồi. Ấn sạch. Rồi, hai ơi. Phe thành công. Rồi.
Sau một cái khoảng thời gian 2 tiếng đồng hồ ngồi hì hục, cuối cùng tôi đã tháo ra được. Thì điểm đầu tiên tôi nhận thấy đó chính là cái dầu phụt. Nó sử dụng hai loại dầu, tôi không hiểu vì sao. Một cái là dầu màu hồng, một cái là dầu màu trắng. Thì khi mà tôi tháo cái phần mà vỏ phụt ra thì phía trên đây thì toàn bộ nó là dầu màu đỏ hồng. Còn khi bắt đầu tôi tháo những cái phần bình dầu phụ dưới chân đây hoặc là phần dưới chân đáy này thì cái dầu của tôi đó tôi lại nhận thấy là nó có màu trắng đục. Thì bây giờ tôi có thể một lát là phải lên nghiên cứu vì sao nó có hai cái dầu riêng biệt khác nhau và làm cách nào mà nó sử dụng mà lại không trộn lẫn với nhau được. Đấy, cái đó là cái mà tôi chưa suy nghĩ ra. Và đầu tiên tôi sẽ nói tới cái phần cái bình màu đỏ mà bình thường nó sẽ cắm trên chân trên các dòng xe Motoshibi. Thì tôi là một người có kinh nghiệm sử dụng súng sơn, thì cái kết cấu của súng sơn á nó sử dụng là khí nén. Thì với cái loại phụt như thế này nó có cái kết cấu y như vậy. Cái bình dầu này nó giống như cái nòng súng, còn cái thân ti bên trong nó giống như cái bom của cái súng bắn hơi. Thì nó rất là ăn khít chứ nha. Bạn thấy ở giữa đây cái hơi, khi mà tôi cầm tôi nén vô ra tôi cảm thấy một cái sự mà gọi là chính xác và tỉ mỉ. Đó, nó rất là nén, nó có sức nén và nó nặng. Để làm chi? Để mà dầu khi mà nằm ở dưới đây lúc nào nó cũng sẽ nằm một nửa phần lơ lửng là phần dầu ở đây. Phía trên đầu nắp này nó sẽ là có cái nắp chặn khí, ở trên đây nó sẽ là có cái nắp. Thì nó sử dụng một cái cục cao su tròn để mà khi mà mình nạp khí xong thì nó sẽ bình lại, thì giúp cho cái khí đó, cái cao su của mình nè, cái này mình ở trên nắp nè. Rồi khi mà nó bơm khí vào thì khí nó sẽ nằm trên đây, dầu sẽ nằm vẫn ở dưới đây. Thì khi mà cái cây phụt đây đó, nó nhúng trên cái ống này đó, bên trong cái phụt này là dầu ha. Thì khi mà cái phụt nó nhúng xuống, dầu ở đây nó tràn xuống, thì ở với vận tốc khoảng chừng 200-300 á, thì khi mà nó nhúng xuống, mà nếu như là những cái phụt thường á mà nó trả lên chậm hoặc là không đủ áp lực trả lên chậm thì nó sẽ
sẽ làm cái xe mình nó xuống quá. Thì nó sử dụng cái bình trong đây nó có đựng khí một nửa là khí nitơ để làm cái gì? Thì khi mà nó xuống quá mức ở đây cái piston này nó chạy nó ép lên. Thì khi mà nó ép lên nó nén cái khí lại thì cái khí sẽ có cái sức nén nó ép ngược trở lại, nó không cho cái dầu này xuống hết. Thì như vậy có nghĩa là gì? Khi mà dầu ở đây xuống mạnh cỡ nào lên trên đây, tự trên đây nó sẽ ép ngược trả xuống. Thì xuống thì cái này lại lên xuống, có nghĩa là nó trong đây nó sử dụng khí nén để nó ép trả cho thiệt nhanh. Đấy. Thì cái bình dầu này á nó sẽ có cách chỉnh để mà cái độ nén là nhiều hay ít. Đấy, thì cái chỉnh độ nén nhiều hay ít nó là sử dụng qua cái con ốc này. Đây. Con ốc này là cái con ốc chỉnh sức nén. Ở trên đây nó sẽ có hai nấm là compressor. Đấy. Và nút sen ở đây để chỉnh. Thì nó chỉnh cái gì? Nó chỉnh là nó ép hai cái cao su ép này lên hoặc xuống, nghĩa là cho nó nhiều dầu vào trong bình này nhiều để cho sức nén của nó cũng căng nhiều, hoặc là xả bớt ra cho nó giảm cái sức nén nhiều. Thì cái này thì nó phải nghiên cứu theo mà cái trọng lượng của từng người chạy và cả cái cách chạy của từng người chạy nữa. Giống như là cái thằng mà nó vô cua nó vô nhanh hơn thì dĩ nhiên là phải chỉnh khác, mà thằng mà nó vô cua chậm hơn nó sẽ chỉnh khác, cái đó là tùy vào cái thằng lái. Đây thì đây là cái phần nấm chỉnh nó rất là phức tạp. Tôi hiện giờ nói chung là tháo ra thôi chứ mà còn vẫn đang nghiên cứu cái cách mà đường dầu nó đi ra như thế nào lên xuống. Mà cái tôi không hiểu được đó chính là vì sao nó xài hai loại dầu, một loại dầu đỏ, một loại dầu một trắng đục. Đấy, còn đây là cái phần chân đó, cái phần chân nó sẽ gắn ở bên trong cái chân của cái cột đàn. Thì cái chân này nó có kết cấu là cái gì? Thì ngoài cái chuyện lò xo ra thì đây là cái khoảng chạy của cái cột đàn. Thì bên trong đây nó sẽ có cái cốt cao su, nó cũng sẽ kết cấu tương tự giống như là cái sức nén của này. Thì dầu nhưng mà nó sẽ được xả, có nghĩa là dầu đang ở trong cái ống, khi nó ép xuống cái lực dầu sẽ chịu cái lực ép xuống. Khi nó xuống dưới đây thì dầu xuống bao nhiêu nó sẽ xả ra những cái lỗ này, nó sẽ trào ra. Thì dưới đây thì những cái lỗ này mình cũng sẽ chỉnh được cho nó trào chậm hay trào nhanh, để mà cho nó xuống nhanh hay xuống chậm cho nó mềm hay cứng. Rồi bắt đầu lò xo. Lò xo thì nó xài cái lò xo như thế này. Và cái ống này nhiều người sẽ hỏi tôi để làm gì, đa phần trong toàn bộ các loại phụ nó sẽ gọi là cái ống chân phụ, có nghĩa là người ta sẽ không làm cái lò xo dài từ dưới lên đây, người ta chỉ làm cái lò xo ngắn thôi. Còn cái ống này giống như ống nối lên tới đây, thì trên đây nó sẽ là có cái khớp khi mình gắn vô, khi mình chỉnh cái nấm này nó sẽ ép cái cây ti này xuống nhiều hay ít, nó gọi là chỉnh độ cứng của lò xo. Đấy, có nghĩa là ở với cái phụ này nó chỉnh được rất là nhiều thứ. Đầu tiên là nó chỉnh được độ cứng của lò xo, nó chỉnh là cái sự trả nhanh hay chậm của cái bình phụ này, và nó chỉnh được cái sự xuống nhanh hay chậm của cái chân dưới đây. Đấy. Còn về ở trong cái phụ thì nó đều là có phốt, như là một cái phốt sẽ nằm ở đây. Phốt này để chi? Để ngăn dầu phía bên trong nó trào ra ngoài. Đấy. Và trên cái phốt nó sẽ là một cái ắc, gọi là ắc chống lắc. Ắc chống lắc thì nó sẽ luôn sát với cái cây phụ này, một cái nằm đây và một cái nằm thân trên này, để ăn chi, để khi mà nguyên cái cây này đút vô á nó sẽ không bị đút lắc qua lại, nó lúc nào sẽ thẳng khi mà nó chạy lên thì chạy xuống. Đấy. Thì cái phần từ đây qua tới đây thì nó đa phần nó đều giống như những cái xe mà phụ thông thường, nó chỉ có hơn ở những cái phụ thông thường là cái chỗ bộ khí nén này. Thì cái điều mà để mà có thể nạp được khí nén vào trong đây và vào dầu và canh chỉnh trong đây, nó là cái sự phức tạp. Với số đội đua hoặc là những người mà phải có kinh nghiệm cao có thể nắm được. Hiện giờ thì tôi chưa nắm được, nhưng mà tôi sẽ cố gắng tôi học hỏi, tôi tìm tòi cái cách sử dụng của nó. Và nhiều bạn sẽ có thể nói là vì sao tôi lại bỏ tiền để tôi mua một cái cặp phụt mà trong hãng nó bán 100 mấy triệu để làm cái gì về banh cho anh em coi. Có nhiều người nói tôi rất là xàm hay gì đó. Thật sự mà nói, tôi nói nghe các bạn nghe, cái kiến thức nó là vô giá. Nhiều khi á, có những thứ mà bạn trả tiền bạn cũng không thể nào bạn biết được. Nhưng mà với tôi trả tiền, tôi làm hết, tôi tháo hết cho mấy bạn, tôi chẳng được gì, nhưng mà tôi thích như vậy, để cho mọi người đều biết, để mà mình tiếp cận nhanh với thế giới. Chứ không phải lúc nào mình cứ giấu giốt người này biết rồi người kia biết rồi cứ giấu nhau làm chi. Đấy, mình sống là mình phải chia sẻ, mình biết những cái gì hay, hữu ích, mình phải chia sẻ cho anh em mọi người chơi chứ. Chứ mình biết mình chơi, mình chơi với dế đi. Mình là văn minh rồi, mình là thế kỷ 21 rồi, chứ không phải là thế kỷ 18, 17 mình đi giấu làm cái gì. Đấy, đấy là cái hành trình mà tôi tháo ra. Và sau khi tôi tháo ra như thế này thì tôi sẽ làm cái gì?
tôi sẽ phù phát cái phục này để biến nó thành một cái bảng giống như bảng đua nhất. Tôi sẽ làm cái chân phục này có thể là bằng CNC nhân nguyên khối từ tiện nó ra. Tôi sẽ thay cái ti phục này, thay vì là màu inox thông thường, tôi sẽ thay nó bằng màu vàng đặc trưng của Olin. Và với cái vỏ này tôi cũng không thích màu đen nó lắm, tôi cũng sẽ đi cho nó thành màu vàng luôn. Tôi sẽ tiện một cái vỏ phục mới. Đấy, tôi sẽ tự làm lại theo cách riêng của tôi trên một bộ phục zin. Đấy, cái phần mà tìm hiểu công nghệ thì nó tới đây là hết rồi. Đấy, thì hy vọng á là các bạn sẽ hiểu biết thêm được một số kiến thức về phục này. Đấy, như thế thôi nha. Đây, chúng ta sẽ bắt đầu quay cận cảnh lại từng cái món đồ chơi một để cho các bạn có thể biết bên trong như thế nào. Đấy, đây là phần nấm chỉnh, có hai nút chỉnh nhỏ to ở đây. Bên trong là một cái bộ để nó chỉnh sự tăng nhẹ của lò xo hoặc là của áp lực dầu. Cái nào phải tăng lò xo tôi nói sai rồi, cái này nó đã tăng cái sức ép của dầu hoặc là của cái phía bên trong. Đây là cái phần chân phục. Phần chân phục thì lỗ ở đây nó sẽ thông tới đây, và ở đây nó cũng sẽ thông với đây, nó đưa đường dầu ra vô một cái phương thức nào đó mà tôi sẽ nghiên cứu và tôi sẽ trình bày tiếp theo. Đó, trong đây là một cái ống nhôm chứ là cái ống nhựa thôi. Phía bên trong nó là một cái ống nhôm rộng trên cái ác để cho nó chính xác và chính xác. Còn bên trong đây nó là một cái ống rất là bóp. Đây nó có cái ống màu trắng bên trong, nó bằng nhựa dùng để nén áp lực khí và nó rất là bóp. Cái bên trong này nó mới chạy lên chạy xuống nè, nó rất là bóp, nó nén gần như là chính xác với lại cái lòng bên trong giống như súng vậy đó. Vậy thôi.